À nha, hôm nay mình sẽ làm một cái kênh YouTube mà tình cờ mình đi qua đây thôi, mình đi qua cái khu vực này. À, đang đi công việc. À, đang đi công việc công tác bên bất động sản. Nhưng mà tình cờ mình qua được cái khu này, tình cờ thấy đẹp quá, thế là mình tấp vào mình ăn sáng uống cà phê. À, xong rồi là mình lại quay những cái dịp khác mình sẽ qua cùng gia đình hoặc là cùng bạn bè sẽ đến nơi đây nhậu một bữa. À, nơi đây nó có nhiều cái điều lạ, điều mà đầu tiên á đập vào mắt mình á thì cái rừng nước là mình đã đi mà cái khu vực rừng nước hoặc là miền Tây sông nước mình cũng đã đi du lịch rồi, mình ở miền Tây cũng mình đi miền Tây hết rồi thì nó dạng, nhưng mà cái này nó có một cái đặc thù lạ là cua nó lên đấy, cái đập vào mắt vào mình á đó. Đó thì sẽ giới thiệu hết, lên rất là nhiều đây, những con cua nó lên mỗi lỗ là một con và nó lên hình như nó lên nó nghỉ mát dưới bóng cây càng nó đỏ nè. Cái hay á là lên các bạn đi sớm mới được ngắm nha, những cái con cua này càng nó đỏ nè đó, cái càng nó đỏ nha, một càng to càng nhỏ và càng nó đỏ, và không những như vậy mà nó rất là nhiều, nhiều lắm, cứ một lỗ là một con. Nếu mà mình bắt khó, nãy như chủ quán nói là bán bắt khó chứ bắt mà dễ á thì nó cũng phải là mấy chục ký ở đây này, nó nhiều nè, cái là nó nhiều khủng khiếp lắm, nhìn thấy nó nhiều lắm, cứ 5-10 cm là một, 5-10 phân á, 50 cm là một một cái hang mà nó la liệt gì đây nè. Đây mình mà điều nó không to hay sao ấy đó, đẹp, nói chung dễ thương đó, các bạn nào mà yêu sinh vật là lên đây thấy cũng dễ thương, tại có nhiều con cua chứ bình thường mà ở phố thì làm gì thấy được cua gì đấy, mà ở quê thì cua đang xì xì chứ đâu có đẹp đâu, con cua này nó đẹp nha. Đấy các bạn thấy di chuyển không, đây nè, đây nè, cái càng nó to bằng cái thân nó luôn ấy, nó cũng cắn nhau, nó cũng đánh nhau luôn nè, đấy đấy đấy, nó đang đánh nhau đấy, đấy đấy, nó đang đánh nhau đấy, nó đang xuống lỗ đấy, nó đang nó con này, con cua này, những con cua này nó hiếu chiến lắm nha, nãy giờ mình ngồi mình quan sát thấy nó đánh nhau nha, đấy nó đang làm cái gì á, nó có thể là nó đi tìm bạn tình nó hoặc là nó đang, nói chung là lên nó kiếm mồi ăn hay sao đấy, rất là nhiều đấy. Thôi để mình quay xa hơn nữa, đây đây là khu gọi là làng quan sông. Ừ. Sinh thái làng ven sông là nó cách cái thành phố Nha Trang khoảng 5 km đi về hướng nam, đi đường ra sân bay đại lộ Nguyễn Tất Thành đấy của tỉnh Khánh Hòa đấy. Các bạn ở trong tỉnh thì chắc là chỉ cần cuối tuần về đây. Đây cái mái lợp của cái nhà này thì hình nó nhiều chòi lắm, đây là chòi thứ 10 nè, trong chòi họ có chợ hát karaoke okay. Này đây là những cái lá cọ nha, chứ không phải lợp bằng tranh nha, đây nghĩa là đa phần là họ lợp lá cọ là tranh tre nứa đấy, nhưng mà đây là lá cọ với cây bạch đàn hay sao ấy, đúng hình như vậy, nhưng mà nói chung là đơn giản, đều nó mang cái tính chất là dân dã, mà càng dân dã càng tự nhiên, cái gì nó tự nhiên đẹp đấy. Cái vùng của nó, cái này là ngắm đây là mình sẽ giới thiệu, đây là cái chòi nãy mình ăn sáng, mình sẽ cho các bạn xem mà nước nó chưa lên, đây là cái rừng nước nó ra, nó sẽ lòi những cái chân chôm lên như thế này nè, cây nước thì nó mọc dạng như là giữa nước và giờ bờ đấy. Đây cái vùng chòi nó nè, đây mình sẽ đi cho một số cái chòi, nó có những cái chòi mà đây là cái chòi này hơi bị nắng chói nha, có nhiều cái chòi nó rất là đẹp, nhiều cái chòi rất là đẹp và thơ mộng. Đây cái chòi này nhìn qua cả cái chòi kia nè, đây ở đây là có 3 chòi nè. Đấy. Do nắng chói quá không biết là mình quay có rõ hay không, nhưng mà không biết có bị cong xe lây ngược nắng hay không, nhưng mà đây là có một cái chòi để dành cho câu cá, chuyên về câu cá nè, ý này là có đìa tôm cá người ta nuôi nè đấy. À, câu xong lên rồi á, thì đưa vào quán đây đấy. À, câu xong rồi á mình sẽ câu, hồi kia mình cũng có đi giải trí câu cá rồi, mình hay thích cái mô hình này lắm. À, câu cá thư giãn giải trí xong đưa vào quán, một là mình tự nướng theo sở thích của mình tự ướp theo ý mình, hai đây là cái chòi này là làng văn chòi số 8, hát nhau qua là 7 lo hát là 70.000 một giờ, giá cũng hợp lý, có điện nè, không biết là mình có wifi không, nhưng mà họ có wifi không, nhưng mà đây gió mát lắm, mát mẻ nha. Đây ở đa phần là ngồi bệt hết nha, ngồi bệt chứ không có bàn ghế nha, ai mà bụng bự thì nó hơi hơi chắc là hơi bị căng nha. Nếu họ kia thì có cái thời gian có cái bụng bự á, bụng bự thì ngồi nó hơi hơi khó chịu, phải duỗi chân dài ra, cái bụng bự mà xếp ngồi xếp bằng là hơi hơi thở. Thế nhưng mà đẹp.
này cũng là lợp bằng lá cỏ hết, đơn giản. Nhưng mà cái này em bé đi thì phải giữ nha, không giữ em bé là nó rơi cái tẩm xuống đây á, tôm rỉa chim tôm rỉa. Đây là cái chòi, đây là những cái chòi mình quay ra, những cái chòi đây từng chòi một ấy, chòi này cái lối vào này quay cho các bạn thấy nè. Đấy, rất là đẹp. Cái hay của nó là giữa thiên nhiên và giữa cây, với không khí nắng nóng mùa hè thì có nước nè, có cây, có cây có nước mà không khí mát mẻ, nói chung là mát mát tự nhiên ấy. Cái nhiệt độ trong này là mình không có đem theo nhiệt kế đây, nhưng mà chòi này vẫn nhìn qua chòi kia nha. Ở đây nó hơi lịch sự nha, nó không có cái gì gọi là âm u mờ ám đâu nha, không phải là giống như cái mình cũng có đi một số quán cà phê là họ che trắng rồi đó người ta làm tùm bậy tùm bạ đâu, không, cái này là chòi ăn nhậu thôi nha. Các bạn đừng hiểu lầm là mình đi quay review cái khu nào nấy, khu này chòi này vẫn thấy chòi kia, thấy một cách thoát ẩn thoát hiện thôi đó. Nhìn qua cái chòi hồi nãy của mình kìa đấy, để nó thấy, ví dụ như thấy thấy thôi, ví dụ thế là yêu nhau rồi nắm tay nhau rồi ôm hôn nhau là chuyện bình thường, nhưng mà cái chuyện kia là không có đâu nha. Cái chuyện kia là nó cũng bị là hơi phô lộ ra, tại vì cái chòi này nói chung là cũng là nó tuy rằng nó mát nhưng mà nó không âm u gọi là tịch mịch lắm. Đây nó lẫn trong giữa các rừng đước với nhau. Thì Nha Trang này chắc là nhiều người họ cũng đã đi rồi, nhưng một số bạn thì chắc có nhiều số bạn trẻ, hoặc số bạn thì chưa biết được, thành thử là mình quay để cho này. Hình như đầu bếp lên đó, chắc anh đó đón không lầm là anh đầu bếp đấy. Rồi đây, và đây cũng cái chòi, hai cái chòi đây, đây có hai chòi, và trên kia là những đìa nuôi tôm. Nói chung là phần đông là các đìa nuôi tôm là chính, các đìa nuôi tôm là chính nha. Đấy, và cái diện tích thì mình không thể đo được, nhưng mà chắc cũng là phải, nó hơi bị nhiều, mấy hecta đấy chứ không vừa đâu, tại vì một cái đìa không nó đã là mấy xào đất rồi, mấy công rồi. Khu này trước kia rất là nhiều, nhưng mà do đô thị hóa, nha thành phố Nha Trang họ mở rộng về phía nam và phía tây nam, hiện làm bất động sản hiện cũng biết. Cái chòi này rất là đẹp nhất trong các chòi, nó vừa mát, vừa mát nè, vừa đẹp mà vừa thoáng, nó mát cực kỳ luôn. Nó vô đây nó giống như vô cái phòng máy lạnh mà đang đi nắng, mà vô phòng máy lạnh cỡ 24 độ C đến 22 độ C, nó đẹp đấy. Nhưng cái chòi này nó ăn cái vẫn nhìn người ta, nhưng người ta không nhìn được. Đây, nói phải suối các bạn nha, nhớ cái chòi này chòi số mấy, chòi số 4 nha. Các bạn nào mà các bạn yêu nhau mà chưa tiến hơn chút xíu á, không phải hiện bày tầm bậy nha, là hôn mà ngại ngần đó thì nên vào chòi số 4 của khu rừng đước này, của khu rừng làng sinh thái ven sông này nha. Đây đấy, cái chòi số 4 này nè, nhưng ở ngoài đường nhìn vô xa xa thì thấy, nhưng mà vô trong đó thì nó lại ấm cúng lắm, nó ấm áp yêu thương lắm. Đấy, trời ơi đẹp đấy, nó thế này nè, nó thế này nè mới chắc mới đẹp nè. Đấy, nhìn như người ta tò mò lắm, người ta mới nhìn vào, nhưng đi ngang người ta sẽ không biết trong đó là cái gì. Đấy, khám phá liền, nhưng mà nhìn nặng thấy cũng đấy, nhiều cái trời đẹp lắm. Mình đi cái rừng đước rồi, rừng đước là đi trên nước, nhưng mà chòi của nó lại là bị lộ thiên. Chòi của rừng đước là nó trống ra ngoài, còn cái chòi của cái làng ven sông này là chòi đều nằm trong rừng hết. Đấy, chòi này vẫn nhìn thấy chòi kia nè, có những dấu chân này. Ô, con cua này nó to ghê nè, con cua này mà nếu mà mình không mang giày là mình xuống mình hốt nó lên thì về là ăn được đấy. Đó, trong cái lỗ này con cua này nó hơi to đấy. Trời ơi, hồi nãy cái con cua đó trong này nó mới thụt vô đấy. Con cua này mà nếu mình mua ở ngoài là cũng 250-300 ngàn ký á. Cua Cà Mau, cua Khánh Hòa nuôi cũng vậy. Chòi 11. Chòi này nó có cái đẹp của nó này các bạn. Đấy, nhìn ra lối đường vẫn thấy người ta đi đường, nhưng mà đặc biệt nó là đẹp. Chòi này vẫn nhìn thấy qua chòi kia nha, thấy một cách gọi là thấy lịch sự nha, chứ không gọi là thấy lộ liễu đâu. Bạn thấy được cái chòi bên kia đó, zoom zoom qua thấy cái chòi kia đó, cái chòi này nhìn thấy chòi kia. Ở một cái khoảng cách, chủ đầu tư họ chồng họ cũng có cái dụng ý là tôn trọng sự riêng tư của các chòi, lịch sự với nhau đấy. Đấy cái chòi, nói chung cái này thì gọi là chòi mà
chòi là tạm bỡ mà chạy chòi đó, cái chạy cái chòi đó, nhưng mà không không có chạy dạy các nhà để cất cái chòi này mà thu tiền còn hơn cả cất cái nhà đấy. Hay có những cái lối vào nè, cái đường đi nó cũng đơn giản, cũng còn là nguyên sơ hết, nói chung là tất cả hoàn toàn tự nhiên ấy. Không có cái gì là ai yêu thiên nhiên nên đến khu này. Nhưng mà cái rừng đước có những cái cây nó lên nè, cây đước thì ai cũng biết rồi, nó cao nó to cỡ này là bao nhiêu năm ấy, chứ không phải một cây đước bé tí ti đây này mà trồng một cái khơm đước này là gần 10 năm. Hiền biết mà, Hiền chứng kiến 20 năm nó mới lên được một cây đước to thế này, hoặc tầm tỡ 30-40 năm. Cái rừng đước này lâu lắm, gọi là bây giờ người ta có những nơi người ta phải bảo tồn trồng đước để bảo vệ sinh vật, hệ sinh thái và vùng ven biển nè. Đấy, đây cái điểm hình như trên này có thêm những cái chòi, mình nhớ là có mấy cái chòi nãy là mình có dạo qua một vòng. Đây là nhìn lên núi Phước Đồng nha, núi này hình như đây có mấy anh họ đang làm gì, họ đang cho sửa mấy cái bánh quậy nước á lên trên này, gọi là ngư dân á. Đấy, họ đang sửa mấy cái bánh nước họ quay. Bên kia là có cái chiếc xe đang chạy chở, là anh đã chuẩn bị chở đá vào. Giờ này chưa đâu, chắc còn 9-10 giờ hoặc là ngày thứ bảy của nhật cuối tuần ấy, khu này sẽ chắc là đông. Tại vì nãy vô nhìn thấy là mấy cái bao lon bia, thùng bia người ta để, mà thấy cũng hơi bị khủng khiếp ấy, với cái lượng uống hơi bị nhiều nó mới như vậy. Đây, cái chòi này thì cái nghĩa không gian ở ngoài thì nó ấy hơn, cái chòi này nó hơi khép nép hơn, nhưng mà bước ra đây thì cái view sông nó đẹp. Cái này là view sông luôn nha, chứ không phải là cái đầm lầy đâu nha. Đây, mát lắm mọi người ơi, đẹp lắm. Đây, tại vì mình không có lên xuồng, tại vì mình chưa, đây là mình không có chủ động, mình liên hệ trước chỗ anh chủ quán hoặc liên hệ ai đó để mình quay cái view ngồi, mình quay vào ngược vào cái khu này. Đứng bên này nhìn cái bờ bên kia cũng đẹp nữa. Đây, hiện giúp cho mọi người thấy cái bờ bên kia nè. Đấy, nó hơi bị ngược nắng, đại nắng buổi sáng với biển ngược lên. Đây, cái view nó đẹp. Đây, chòi số mấy? À, chòi số 5 nè. Có số điện thoại liên hệ luôn nha, cái số điện thoại liên hệ nè, để gọi đồ ăn ra nè. Cái chòi này nó nhỏ hơn, chòi này thì hai người là vừa, bốn người cũng vừa, nhưng mà hai người bốn người là vừa, nhưng mà đông hơn thì cái sợ sập quá. Đẹp lắm, nhưng cái view sông này ngắm thì rất là, tại nó gần nước nhiều hơn, đẹp lắm. Nhưng mà cái chòi này lại là bằng tranh, à bằng lá gì, à lá dừa nha. À, chòi này thì lá dừa chứ không phải lá cọ nha. Đây, lá dừa, nói chung là cũng vật liệu mà tranh tre nứa dừa cọ, đẹp lắm. Thấy vậy chứ mà khi chụp hình lên là hơi bị đẹp. Hình như còn cái chuyện, nói chung rất là nhiều chòi, mình không đi hết đâu, nhưng mà tạm thời là mình đi một vài chòi đi. Tại cái làng về nước này mình sẽ đi thêm, ngoài cái khu này thì có cả gọi là cái làng nước ven sông mà. Đây, đây nữa nè. Nôm na là cái khu này nó cũng giống nhau về một cái mô hình là ở dưới là cái con hầu, cái hầu sữa nè. Hầu sữa người ta bán á nha, nó nằm dưới đây nè, đây nó bu vào cây nè. Hình như vậy á. Phải không biết, chắc là vậy, đúng rồi. Đấy. Các bạn nào nhậu á, nhậu xong tuột xuống cậy hầu lên nướng luôn. Đây nè, cái đặc biệt là cái view ngắm đẹp lắm, trời ơi, ai mà yêu thiên nhiên ngồi như thế này có gì đẹp bằng, trời ơi đó, thư giãn thanh thản, không có nghĩ đến cái gì hết. Mà ai mà thất tình buồn cũng lên đây cũng được nha, yêu nhau lên đây cũng được nha. À, thư giãn, nhìn ra nè, đấy, đẹp lắm. Đây, hiện bị ngược nắng nhưng mà ngược nắng nó mới đẹp. Đây, thấy nè, thấy cảnh view mọi người ngắm không? Để Hiền đi ra những cái ấy, bây giờ mình không đi những cái chòi mà khu nhậu, thì mình sẽ đi đến những cái làng quen sông của những người họ chài, họ làm mà là họ làm đìa nè. Ví dụ như đây nè, xa xa đây nè. Đây nè, đấy, họ đang làm đìa tôm nè. Họ đang sửa chữa gì máy móc đìa đấy. Giờ mình sẽ đi thêm cái phần nó là gọi là làng quen sông. Thì nó quen cái sông, bên này là sông, bên này là đìa, bên này sông, nhưng mà sông này á là nó bị nước mặn xâm lấn lên, tại vì cây đước nó sống ở nước già hai,
mà nước chà hai được gọi là nước mặn, nước ngọt hay gọi là nước lợ. Có những loài cá nó chỉ sống ở nước lợ và có những loài cá nó sống ở nước ngọt không được. Ở đây cũng một cái chòi nữa, ở đây còn một cái chòi nữa, nghĩa là chòi thì nhiều lắm nhưng mà mình không thể quay hết các chòi cũng giống nhau thôi, nhưng mà mình quay cái view mỗi chòi mỗi view thôi. Rồi các bạn đi khám phá đây, cái rừng đước này nó to, mát lắm, mát cực kỳ lắm mọi người ơi, rất mát, rất đẹp luôn, không thể tự diễn tả, tại vì mỗi người có một sự cảm nhận riêng, mỗi người có một cái sở thích riêng, một cái gu riêng, một cái tông riêng, thành thử là một cái cảm xúc riêng, thành ra mình chỉ nói chung chung là đẹp, đẹp theo mình, còn ai thấy đẹp thì comment là đẹp, còn thấy ở chỗ này đã tôi không thích thì là không thích, thì nhiều khi người ta thích chỗ khác làm sao đấy. Năm nay là gì đấy, đây là cái làng Văn Sông. Cái này á mà nếu mà xin được giấy phép làm mà cho đạp dịch rồi như hồ Xuân Hương rồi á, hoặc là được hoạt động về đêm á thì chắc cũng hơi bị đẹp đấy, nhưng mà đầu tư cũng nhiều tiền. Quan trọng cái người nào có được xin được cái giấy phép hoặc xin được chủ trương du lịch sinh thái được hay không, cái này hơi căng đấy. Nói chung đến kinh doanh thì nó nhiều thứ đau đầu lắm, mình đang nói thư giãn đi. Thì đây quá đẹp mọi người ơi, nên đó, có những thứ người ta đầu tư tiền tỷ, chục tỷ, trăm tỷ, cả nghìn tỷ nó mới đỡ đẹp, mà có những thứ đâu có phải đầu tư gì đâu, nó đẹp nó vẫn cứ đẹp đấy. Đây nè, Hiền quay lại nhìn thấy không, đây Hiền đang bước vào cái chòi này. Đấy, đẹp. Đấy, cuộc sống mà xung quanh chúng ta có nhiều cái, nhiều điều hay lắm mà chúng ta gọi là khám phá không bao giờ hết. Chúng ta cũng nhờ YouTube, rồi nhờ công nghệ 4.0 phát triển, nhờ mạng xã hội phát triển, chứ nhiều hồi xưa thì người này nói tên người kia giới thiệu thì cũng đâu, bây giờ là mau lắm, 1 phút 30 giây bên Mỹ biết, bên Tây Tàu Á Âu biết hết. Đấy, chỉ cần đấy. Thấy đẹp lắm. Tôi đã hiện qua quay cái làng cái quen ấy, tại vì mình làm ở đây giờ đang là 17, thường thường thì làm ngắn ngắn thôi, nhưng mà hôm nay mình quay lâu một tí xíu. Đây nè, cái này là cái bánh này, khi máy nó nổ nó sẽ quay. Mấy anh này nãy giờ thử máy nổ nè, nổ là nó sẽ quay. Cái tôm nó ấy thì các bạn nuôi đìa tôm cũng biết rồi, miền Tây cũng có nuôi tôm. Khánh Hòa thì Cam Ranh nuôi tôm, Ninh Hòa nuôi tôm, nhiều nơi nuôi tôm. Nhưng mà hiện sẽ quay ngoài cái khu nhậu nha. Thì đây nè, có những cái cầu họ đi vào đây nè. Đây, đi như thế này mà gọi là cảm giác đây sợ rớt máy quá. Nó cái máy đấy, đấy nhưng mà họ đi nè, đấy cái cảm giác trải nghiệm nó rất là cực kỳ. Đây người ta gọi là cầu khỉ á, đấy đây là cầu khỉ, là đi như thế này gọi là cầu khỉ nè. Đấy, người ta đi như thế này, đi đỡ đi vùng này qua vùng kia, đi cái từ cái chỗ này qua bên kia, muốn đi qua bên kia thì người ta phải đi qua cái cầu này, nhưng mà hiện nay thôi mang giày không dám đi nữa, vì cái cây này nó cũng nhỏ, ai biết nó mục mình không quen, lỡ rớt ẩm xuống đây ướt máy nữa. Ước máy mà rồi quay cũng như không. Đây, mình đang đứng giữa cái này để quay một cái làng bên kia. Video clip ở đây. Đây nè, nó có con ra ngoài con sông. Và ở đây là có con kênh đi vào. Giữa các này là họ lấy nước, họ đưa vào các đìa tôm. Đấy. Mình đang đứng trên một cái cầu rồi nè ha. Đang đứng trên cái cầu khỉ nè. Đây gọi là cầu khỉ á. Đó, dưới dầu cầu dán đóng, cầu tre lắc lẻo. Hồi xưa là cầu tre, mà giờ là không có tre thì lắc lẻo gặp kình khó đi nè. Khó đi, mẹ dắt con đi ấy, câu cả dao ấy. Mẹ con đi trường học ba đi, mẹ đi trường làm ấy, là đây đây. Là cái cầu này là cầu khỉ nè. Hay là cầu tre lắc lẻo nè, hồi giờ không có tre thì người ta bắt cái cây đàn với cái thanh gỗ đi dễ đi hơn. Hồi xưa là dùng cây tre đấy. Thôi nói chung là cái vùng bên này Hiền quay, bên này có cái ghê. Cái ghê nhỏ, không vậy không? Đây, cái làng đây mình sẽ quay nè, mà đó ở đây có rất nhiều đìa tôm. Nhiều cái vuông tôm ở trong miền Nam mà gọi là cái vuông tôm. Đây này, cái ghe nhỏ nè, mình không có thời gian đó mà mình chèo đi. Đây à, chào em, sửa máy xong hết hay là mình cho nổ lên đúng không? Ừ. Hôm nào anh có dịp anh ra đi chèo ghe ra, xong mà mình muốn quay ở ngoài, giờ mình quay cái chỗ khu. Ừ, anh chưa được làm YouTube nổi tiếng ra, nói chung anh cũng làm mà đỡ bên thêm YouTube chia sẻ cái kênh với anh em bất động sản nha. Với là anh em đây, nó là dạng như thế này nè. Đây là ở trong bờ nha. Cái này mình hai người đi được không em? Anh cũng biết chèo ghe á, nhưng mà thôi hôm nay anh còn phải đi làm, tại vì
9 rưỡi rồi 10 giờ là anh còn phải đi qua kia làm rồi. Hôm sau anh sẽ vô anh chèo ghe anh chèo khám phá ở ngoài. Đây là cái dòng lạch này để họ lấy nước cho tất cả các đìa. Và đây là lấy nước qua cái cống này nè. Nói chung là mình ai nuôi tôm thì cũng biết cái chuyện này rồi. Hiền không có quay cái này nhiều. Chỉ là review cái khu khu này nói chung là đẹp. Rồi, mọi người xem muốn đi, giá cả ở đây ăn uống cũng rất là rẻ nha các bạn. Các bạn nào mà cần thì cứ comment cho Hiền hoặc là Facebook Zalo của Hiền có đấy. Hiền sẽ nhắn cho địa chỉ rồi để mà mình đi cùng các bạn, chứ còn giá cả chắc là cũng bình dân, không có gì là VIP mà cao cấp hết đâu. Đây có cá nha, hồi nãy mình thấy cũng có cá nhiều lắm. Còn hôm nay là mình không đi trúng vào ngày chủ nhật, là ngày thứ bảy hoặc là ngày lễ thì sẽ có họ sẽ ra những thực đơn món ăn gì do mình đi sớm, mình còn tranh thủ đi làm, công việc mình là đi làm. Còn làm YouTube cũng là giải trí, cũng là một cái thư giãn, cũng là thú vui. Đấy. Cái này là cái trái gì á, chắc là cái trái đước hay sao ạ? Vẫn cũng không xa thành phố đâu nha. Mình đang nhìn thấy cái trường chính trị tỉnh với lại cái trường cao đẳng công nghệ, cao đẳng mỹ thuật, cao đẳng mỹ thuật công nghệ của tỉnh Khánh Hòa. Đang nhìn thấy luôn. Nghe là mình vẫn nhìn thấy cái ngôi trường của cao đẳng mỹ thuật công nghệ Khánh Hòa này. Ở trước mặt mình nè. Ở bên cạnh là cái công ty chế biến thủy sản. Họ chắc là thu gom thủy sản quanh đây rồi họ làm chế biến luôn ấy. Nha, các bạn nhớ nha. Đây. Và mình quay hồi trước là mình không có hiểu, mình chỉ làm YouTube mình quay mình chơi, mình cũng không biết là phải like, chia sẻ kênh rồi nhấn nút gì đó. Rồi các bạn biết được, các bạn ủng hộ kênh mình thì chia sẻ nhiều người xem hơn. Rồi nhấn nút ủng hộ mình cho được nhiều lượt xem gì đó. Chứ cũng nói chuyện ăn tiền YouTube cái vậy. Nói chung là cũng hơi hơi cằn. Mình thấy mấy anh YouTuber kìa tài năng lắm, giỏi lắm. Mà họ làm như thế cũng vất vả nhiều lắm. Đây, vào quán hình như là chắc là chủ quán. Hoặc là đây, có người chở đồ kia ra. Không biết là cái gì. Đây. À, đem gà, đem đồ, chắc là anh chủ quán. Rồi thôi mình xin tắt cái YouTube ở chỗ đây nha. Rồi rồi mọi người thì mình không có đây, hôm nào dịp khác mình sẽ quay lại rõ hơn. Rồi đấy, thôi được rồi. Hiền chào cả nhà nha, lại chào mấy em cua này nữa, cái rồi mình kết thúc cái video đây. Cái vì các em cua này nó vẫn còn, tưởng đâu là nó còn nhiều lắm nha. Đây nè. Đấy, còn la liệt luôn. Còn quá trời trời luôn. À, hai con cua này đấu nhau nữa nè. Đấy. Dưới nước cũng có nữa nha. Ở trên bờ thì nó lên bờ nhiều lắm. Hình như nắng quá nó lên đấy. Có một loại đỏ nữa nha. Vẫn thích mấy cái con cua đỏ đỏ đây nè. Nó núp trong bóng cây kìa. Nó đang đấu nhau, đánh lộn nhau cũng có. Nó cắn nhau ấy. Đấy. Sao nó lên nhiều ghê ha, thích ghê á. Cái này mà có con bé mình thôi. Đấy, hai con đang đấu nhau kìa, hai con đang sao càng. Mình quay cái cảnh hai con đang sao càng nhau kìa. Đó, hai con đang đấu nhau, rời nhau rồi. Đây, hai con chuẩn bị đấu nhau tiếp nữa nè. Đây, hai anh này chuẩn bị sao đấu nhau nè. Đấy, chui lại xuống rồi, nhiều lắm. Thấy nó nhiều thế này nè. Nếu mà mình đi dọc lội với mình mang giày thì mình không có lội được. Chứ nếu mình lội xuống thì chắc là nó nhiều lắm. Thôi,
đến giờ phải đi làm công việc chính rồi không chơi nữa. Rồi chào cả nhà nè, cho mọi người nhìn qua một lần nè. Đấy, nó xa xa là thành phố đấy, cách cách trường chính trị tỉnh là khoảng 1 km, và cách thành phố Nha Trang khoảng tầm 5 km hay sao ấy. Chắc cỡ đó, nói chung phóng phóng thôi, mình không có đo được. À, chú cha chú ơi, nó hai ba con nó dành lỗ nó chui vào nữa kìa. Nếu mà ai buồn buồn ngồi, mà nếu mà rảnh rỗi xin ông nổi ngồi xem mấy con cua đánh nhau hồi này nọ là cũng hay ấy. Đấy đấy đấy, thấy chưa? Rồi rồi chào cả nhà nha. Mình cũng không phải là YouTuber chuyên nghiệp, mà thấy mấy anh hay quá, quay hay quá, mình giống như mình đam mê mình ấy. À, anh kia anh chạy lưới kìa, đấy anh chạy kìa, hồi nãy biết sớm sớm mà kiểu anh chở ra đó rồi quay bên ngoài một chút. Anh đi xe chứ anh đi gần là nhờ anh cầm cái máy quay hết cái mặt ngoài. Đấy có anh này, hôm sau mình sẽ chuẩn bị tốt hơn. Đây là tình cờ đây đấy. Đấy các bạn, hôm sau mình sẽ chuẩn bị tốt hơn chắc chắn. Nếu mà mình đây là dừng từ mình rồi quay theo ngẫu hứng á, hoặc là không chuyên nghiệp này, chỉ là mang giải trí thôi, thành ra cả nhà xem cũng đừng có ném đá nhiều. Rồi xin cảm ơn, nhớ like và chia sẻ kênh của Hiền nha. Kênh Hiền thì có là bất động sản và dự án Việt Nam Lê Đức Hiền, hai là Lê Đức Hiền cà phê mỗi ngày, cây là Lê Đức Hiền đồ cổ cây cảnh. Không biết sau này có nghĩ cái gì nữa, nghĩ chứ có gì làm nấy, mình cũng người thật việc thật lắm. Chào cả nhà nha.